Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị anh em nha. Với cái máy thu âm quân vị này, tôi khẳng định luôn cái đồ này đồ mới nhất hiện nay rồi, chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi quân vị người ta, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này thôi, không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nhá. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Cần cái sóc xong ạ, mặt chẵn hoặc mặt lẻ, lẻ tức khắc dùng cái, chẵn dùng hai cái. Tại sao như thế? Bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ anh em chưa, về mặt lẻ tức khắc quân nó sẽ chìm xuống, tức khắc máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó, tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc nó sẽ dùng hai cái. Em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha, ai làm cái ai sóc cái được, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được, cứ ăn cái nó xong tự khắc nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ chuẩn xác 100% nha anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào, xem có hiệu quả như nào không anh em nha. Cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến thôi anh em ạ. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nha, để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Bây giờ tôi sẽ vào test thử luôn, bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Bát hoàn toàn là sai chín anh em này, đĩa hoàn toàn là sai chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn với cái đồ này anh em chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Anh em đến mua hàng trực tiếp, anh em có thể mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi vào thực tế luôn, anh em đi chơi chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên, khởi động máy lên, tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này, nó sẽ lên đèn anh em nhá. Anh em ạ, anh em đi nhá, cứ cần cái nó xong 1-2 cái anh em bình tĩnh ạ, đánh lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc nó dùng hai cái, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em nhá. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đánh thử luôn anh em này. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi. Còn lâu tí tôi đúc vào người, chỉ có mình tôi biết thôi anh em nha. Anh em đi nha, cái đèn này cứ cần nháy một cái nó là lẻ, mà nháy hai cái là chẵn. Anh em nha, tôi lật mặt vị này. Anh em nhìn thấy hai nháy chưa? Dung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế nó sóc thử luôn anh em nha. Đèn báo hai cái, anh em nhìn rất rõ nhé, đèn hai cái rung chỉ mình biết, người cũng cái bên. Tất nhiên là chắc rồi, rung hai cái là chắc rồi, đánh 1 tỷ chắc này, mở này. Không bao giờ sai anh em nha. Tiếp này. Anh em để ngang thì giờ cứ gần cái xong ạ, đặt xuống im quân nó sẽ đo rồi. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái, vẫn là rung hai cái anh em nha. Đánh 5 triệu và chắc này, mở này. Không mà sai, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái và rung hai cái, đánh tất và chắc cho tôi, mở này, tứ tử đây anh em này. Tiếp này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Bạc đi rồi, đèn nháy một cái và rung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi, mở này, ba trắng anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Sau đây tôi để ra cái bát ạ, cái đĩa để rung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái rung của nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Ba trắng sắp tiếp này, anh em để ngang để dọc đều hết. Rung hai rồi, rung hai trong bát trong nhẫn, tất nhiên chắc rồi, đánh 5 đều chuyện chắc này, mở này. Không bao giờ chuyện sai anh em, nó sắp hai này anh em này. Cứ gần cái đắp xong ạ, đặt xuống ạ, cái quân nó tự nảy, máy nó tự thu âm anh em nha. Đồ này đồ mới ra, đồ đẳng cấp nhất rồi anh em, anh nhanh tay alo trực tiếp tư vấn. Máy báo rung một rồi, rung một trong mắt trong nhất, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 5 triệu vào mặt lẻ, mở này, không mà xài ba đen này anh em này. Đồ này mới ra anh em, anh nhanh tay alo trực tiếp tư vấn anh em nha. Tiếp này, cần cái lắp xong đặt xuống nó thu quân vị rồi, máy vẫn báo rung một, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được, đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Không mà sai với ba đen này, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Cứ gần cái trong xong ạ, im quân im bát, quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm nha anh em nha. Bạc cầu rồi, máy báo rung một, đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Không bẩn chuyện sai anh em nha.
qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị là như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị thôi, bát đĩa và quân cắn hoàn toàn là say chín. Anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cắn say chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên, anh em đi nha, cứ gần cái ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nháy anh em nha, nó rất dễ anh em nha. Đấy, nhìn này, nó sẽ dùng hai cái anh em nha, lẻ một cái nữa này, nó dùng một cái này anh em này, đèn nó sẽ nháy một cái này anh em này, đồ đặt rất chuẩn chỉ, nó đã thu âm quân vị nha, cần mặt chắn hoặc mặt lẻ thôi nó cứ đặt xuống là ok anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nha, để được tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh xong đi bị. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị A1. Với cái máy thu âm quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em nha. Anh em vào sòng vào sới chỉ cần cho tôi cái máy thu âm quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhảy ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái, và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nha. Cứ một cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người cũng khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ dùng hai cái, mà lẻ nó sẽ dùng một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong mắt trong kia tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này không mở sai ba đèn này anh em này, trong quân này trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này có những cái quân nhảy này, đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong ba trong kia tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này không mở một chuyện xài anh em nhá. Tiếp này quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nhé một cái rồi, trong bát trong nhẫn tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ lên. Mở này không bỏ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn về tôi đi kỷ niệm cho em vài ba thứ bạn. Anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn nhé anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong quá trong đấy tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn rồi. Mở này ai đấy cái này ra đây của tôi, mở không mở sai, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này, anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá. Người thì làm sao nhận được ra đúng không anh em? Máy vẫn báo rung hai rồi, trong ba trong tiếng tất nhiên chắc rồi, đánh cả cá nội chắc luôn. Mở này không mở một chuyện xài anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này, bạc đi rồi, máy báo rung một rồi, trong ba trong tiếng tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả cá nội lẻ luôn. Mở này ba đây này anh em này,
qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A1 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi và bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, bởi tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thu âm quân vị A1 thôi, bát đĩa quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hỏi bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này 100% là xanh chín luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân, nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi quân tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện, bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi, bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu, nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nha, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nha. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử luôn cho anh em nha. Tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong mắt trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bàn được chuyện sai. Chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bỏ sai. Ba đèn này anh em này,
qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ a đấy, tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai ba trắng này anh em này. Tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này không mà sai tứ tử đen này anh em này. Tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bạ sai ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình, chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này ba đen này anh em này. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chiến rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lật tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình, trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa biệt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này. Nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bờ, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bờ một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là lẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Bát đĩa là không liên quan anh em nhé, này bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé. Còn quân vị là không liên quan rồi, tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn, này đĩa này, soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đấy, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy nó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ này anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá.
cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là nẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này, ba đen ra sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc, ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung hai này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sau đây tôi sẽ bỏ con vị đó này đi, tôi sẽ cắt con vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên nào đấy, đây. Cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng con vị bài anh em này, vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi tất cả quân vị gì máy đều báo được hết nhé, quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc, hay là anh em nước ngoài chơi có vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhức, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất kể vị gì thì máy nó mới thu được. Vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này, vẫn là chắn này. Có chắn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chẵn có lẻ thì máy nó mới bắt được quân vơi rơi quân vị và nó thu được tiếng rơi quân vị, nó mới báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sấp đôi tôi sóc tiếp này. Nên là chèn vị để vị máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét quay đầu rồi. Nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nẻ này anh em này, vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy đã báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi tứ tử này, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh.